Cây rẫy voi thuộc nhóm cây thân thảo, có hình dáng giống như là cây môn. Đây là loại cây ưa ẩm. Sau quá trình sinh trưởng lâu năm, cây có thể đạt từ độ cao 2m đến 3m với những chiếc lá có kích thước lớn. Ngoài ra, cây còn có thể nở hoa và kết thành buồng trái có màu đỏ. Cây rẫy voi phù hợp để trồng trong công viên, sân vườn nhà phố, biệt thự hoặc chuyển vào trồng trong những chậu lớn và đặt tại các khu du lịch sinh thái, resort hay là khách sạn có không gian rộng rãi. Ngoài chức năng làm kiểng, trang trí cho không gian sống, cây rẫy voi còn được biết đến như là một loại thuốc nam. Nhờ các ưu điểm như là dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, nên cây rẫy voi được một số nhà vườn tại Sa Đéc chăm sóc và bán quanh năm. Hiện cây cao khoảng 1m đang được thương lái thu mua với giá là 60.000 đồng một cây.